Vâng, những dòng mẹt thì có cần phải vệ sinh giàn lạnh không ạ? Nhiều bác thì bảo là cái xe sang rồi cái độ kín nó rất là tốt đúng không ạ? Đây hôm nay em chốt vệ sinh cho trước cái mẹt xe đẹp em đây. Dòng này thì đã có dòng đời sâu rồi nhưng mà nó là dòng xe sang đây. Đây anh em này, tháo khi mà tháo quạt gió ra này, anh em thấy không ạ? Những cái bẩn biết nó sẽ kết vào những cái cánh quạt này. Và cái giàn lạnh thì vô cùng bẩn nhá. Vậy sao em bảo là vô cùng bẩn? Đây anh em thấy đấy. Đây là cái nước mà đã vệ sinh từ trong giàn lạnh ra đây, anh em nhìn thấy không ạ? Nó đã bẩn cực, rất là cực kỳ bẩn và cặn rất là nhiều. Đấy, anh em thấy nó đục hẳn ra này. Đấy. Và khi mà vệ sinh này thì anh em không lo là lưu hóa chất ở bên trong đâu nhá. Bởi vì là cái hóa chất sau khi vệ sinh nó sẽ chảy xuống theo cái đường giàn lạnh, nước của giàn lạnh đi xuống dưới gầm xe cho anh em. Đấy, không lo là sẽ hóa chất lưu lại. Và sau khi vệ sinh xong đưa hóa chất vào thì bọn em sẽ rửa lại cái giàn lạnh này đến hàng chục lần do với cái đại nước trắng này để cho nó làm sạch hết cái hóa chất lưu giữ bên trong cho anh em. Nên anh em yên tâm là không có chuyện là không mở ra mà vệ sinh không sạch được mà vẫn còn hóa chất ở bên trong đấy. Em đảm bảo với anh em là sẽ không còn có hóa chất ở bên trong cho anh em đấy. Và cái hóa chất em đang sử dụng cho cái vệ sinh này là hóa chất gì ạ? Vẫn là hóa chất của Voltronic ạ. Đấy, hóa chất nhập khẩu của Đức. Anh em yên tâm là hóa chất nhập khẩu là hóa chất rõ ràng đúng chủng loại, đúng nguồn gốc cho anh em, làm đảm bảo sức khỏe cho anh em chứ không phải làm những hóa chất linh tinh để làm đưa vào cái da lạnh của anh em và để ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em nhá. Đấy, anh em đấy, anh em chú ý xem. Đấy, chỉ có đi đây anh em không vệ sinh, có thể đi suốt đời xem anh em không vệ sinh nha. Nhìn ạ, cái nước bẩn như này thì cái không khí mà khi mà tuần hoàn trong xe của chúng ta thì rất là nó sẽ rất là bẩn và sẽ không thể đảm bảo được cho cái sức khỏe của chúng ta khi di chuyển nhiều. Nhiều anh em là khi mà anh em có thể di chuyển trên cái xe còn nhiều hơn là khi ở nhà. Đấy. Còn anh em mà muốn vệ sinh như này hãy đến với Agala Thái Nguyên anh em nhé.